tới du lịch Cao Bằng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thác Bản Dốc. Đây được xem như là biểu tượng của vùng đất Cao Bằng, làm sao xuyến biết bao trái tim du khách. Có thể nói, thác Bản Dốc là tuyệt tác của thiên nhiên giữa đất trời Cao Bằng, với vẻ đẹp hùng vĩ, lung linh và kỳ ảo, đặc biệt là vào những đêm trăng sáng. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng ngắm trăng Bản Dốc qua một khúc hát then Ánh Trăng Bản Dốc, một sáng tác then cải biên của nhạc sĩ Phạm Tịnh qua phần thể hiện của Túc Then Nữ. Đây này mình nghe kêu đây.
xử đi.